sửa con chút xíu mạng 200k để bữa nay mình tự mình sửa nhà cho anh em mình cùng nhau xem nha. Những gì anh chị em mình thấy trên mạng nó chỉ là một phần của cuộc sống thôi, còn trên thực tế nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Muốn kiểm tra và sửa cái lo này, trước tiên mình phải mở cái mặt e căng lưới này ra. Không thể tin được là nguyên một cái bộ tô vít của nhà mình không có cây nào vặn vừa hết. Mình định trả cái lo lại rồi, cuối cùng mình tìm được một cây vặn vừa thì nó đã mất hết nửa ngày rồi. Thì đây là một cái lo LG hàng Gill. Thì ông anh mình là ổng mua ở Điện Máy Xanh khoảng 60 triệu gì đó. Ông xài một thời gian, bây giờ ông mở nguồn không lên, ông nhờ mình kiểm tra sửa giùm. Mình sửa giùm không hề lấy tiền nha mọi người. Đây là một cái người quen của mình. Chê nha anh em, một cái hãng LG mà làm cái lo này quá tệ luôn. Nó xài một cái chép đơm, còn cái lo bát nó là xài gân cao su. Củ lo thì xài tự thường chứ không được tự neo nữa. Thùng thì xài ván MDF, chạm lo thì không bấm cót được nữa, chấm chì luôn. Điểm cộng là xài được cái bình 12V 7Ah ngon nha anh em. Em sổ mình với nó luôn anh em. Em mở ra em kiểm tra thì cái lo này là cái lo nguyên bản, nó còn nguyên zin, nó không có bị cái gì hết trơn á. Nhưng mà em đo bình đồ này kia sạc đồ còn uy tín hết, mà tại sao em mở nguồn nó không lên mọi người? Kỳ dữ trời. Để em kiểm tra lại một lần nữa, không được thì thôi mình trả lại nha, tại cái này mình làm giùm nha mọi người. Sau khi kiểm tra kỹ lại cái bo nguồn, còn gọi là cái phần rề này á, thì mình thấy cái vĩ mạch nó làm quá mỏng manh luôn. Đo kỹ lại thì mình thấy nó bị đoạn mạch có một chút xíu thôi. Anh em để ý kỹ lắm mới thấy chỗ đoạn mạch của nó, tại vì cái đường dẫn của nó bằng hai sợi tóc của mình à. Nó bị đoạn mạch ngay chân chỗ cái cây màu đỏ mình ghim đó anh em. Rồi mình đã nói cho nó một cái cọng dây trực tiếp từ bên đây qua tới cái chân bên kia luôn. Mong là nó sẽ hoạt động nha mọi người. Mình làm vì đam mê, không có tiền bạc gì ở đây hết nha. Xin đính chính, mình là một người tay ngang chứ không phải là thợ nha anh em. Mọi người đừng nghĩ là thợ người ta sửa ăn mắc ăn rẻ, mình không có đâu anh em, không phải dễ lấy đồng tiền như vậy đâu. Lúc đầu á mình cũng muốn tự tay mình làm tất cả mọi thứ, nhưng mà có nhiều cái món đồ nó hư nhẹ mình sửa là nó hư nặng luôn á. Thấy đơn giản vậy đó chứ xì khói hoài à. Kết quả là thành công hơn mong đợi luôn mọi người. Cực kỳ hay luôn.